Duy Tuyến mặc áo số 8, Quốc Anh mặc áo số 19, Văn Đô số 10, Văn Hiệp. Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn cùng đến với Sao Vàng Việt Nam Volleyball nhé mọi người nhé. Trước mắt quý vị và các bạn sẽ là trận đấu đầu tiên của giải bóng chuyền của hội làng Thôn Sơn Trung của xã Bình Định, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, diễn ra vào ngày 25 tháng 12 năm 2023. Và đây trận đấu đầu tiên, trận đấu giữa Xe Điện Bảo Long trong trang phục áo trắng, quần đen, và bên kia sân đó là một dàn cầu thủ của đội tuyển quốc gia Việt Nam có sự góp mặt của Văn Hiệp, Đinh Văn Duy, Trần Duy Tuyến. Vâng, và trận đấu điểm số đầu tiên, pha phạt bóng đầu tiên của Đinh Văn Duy, một tốt của Hùng Cháy, và đây là Thanh Tú, pha chắn bóng đầu tiên và chắn bóng tốt của Mạnh Dũ, và điểm số 1-0. Vâng, xin chào mọi người nhá. Và đây sẽ là pha phát bóng của Đinh Văn Duy, một pha phát bóng không qua lưới và điểm số được cân bằng 1 đều. Và đây sẽ là pha phát bóng của Thanh Tú, cầu thủ đang là sinh viên của trường Giao thông Vận tải. Bước 1 chưa tốt của Trường Giang, và đây là Văn Hiệp, và chạm bóng không qua lưới của Văn Hiệp, và điểm số được nâng lên 2-1. Bước 1 tốt của Quốc Anh rồi, và đây là Văn Đô, một pha đánh bóng tốt, điểm số được nâng lên, xin lỗi các bạn, điểm số được cân bằng 2 đều. Mọi người hãy dành tặng cho Sao Vàng Việt Nam Volleyball một lượt chia sẻ. Xin cảm ơn mọi người. Và đây sẽ là những pha phát bóng của Văn Đô. Bước 1 chưa tốt rồi, và đây vẫn còn phòng thủ tốt rồi, đường truyền của Mạnh Dũ dành cho Quốc Anh, Hồng Thành vẫn là một pha đánh bóng tốt của Quốc Anh, 3-2 rồi. Ngay sau giải đấu ở Thanh Hóa thì mình đã di chuyển về Hà Nội, sau đó là sáng sớm ngày hôm nay mình đã di chuyển xuống Thái Bình nhé mọi người nhé, để có thể mang đến cho các bạn giải đấu của hội làng Thôn Sơn Trung. Đây sẽ là pha đánh bóng của Hùng Cháy, phòng thủ chưa tốt rồi, và điểm số dành cho các cầu thủ bên phía Xe Điện Bảo Long, 3 đều. Đây sẽ là pha phát bóng của tuyến 2 bên phía xã Bình Thanh. Một chưa tốt rồi, và đây là pha đánh bóng của Quốc Anh, đánh bóng chưa qua lưới, điểm số 1-3, 4-3 cho cao thủ bên phía Xe Điện Bảo Long. Mình không đánh nha mọi người nhá. Bước 1 tốt của Quốc Anh rồi, và đây là Văn Hiệp, và chắn bóng tốt của Văn Hiệp, và đây là Quốc Anh chưa thành công rồi. Cơ hội để tấn công dành cho Hùng Cháy, bỏ nhỏ thành công và bỏ bóng tốt, điểm số được nâng lên thành 5-3 rồi. Ngọc Thuần đánh trận sau nhá mọi người nhá, Ngọc Thuần sẽ đánh trận sau. Đây là pha phát bóng của cầu thủ Xe Điện Bảo Long. Bước lần này thì bước 1 tốt rồi, và đây là Quốc Anh chưa thành công rồi. Và đây sẽ là đường truyền cho Văn Hiệp. Ui rồi ôi, đường truyền quá khó rồi. Và điểm số 6-3 rồi. Bên phía các cầu thủ, có lẽ ánh nắng đang làm ảnh hưởng đến Đinh Văn Duy, Văn Hiệp và Duy Tuyến nha mọi người nhé. Một pha phát bóng đi ra ngoài rồi, điểm số 4-6. Ngọc Thuần sẽ đánh cho đội xe khách Mạnh Hùng nhé mọi người nhé. Đây sẽ là pha phát bóng của Mạnh Dũ, pha phát bóng đi ra ngoài rồi, bóng 7-4. Điểm thứ 7 cho cầu thủ Bình Thanh trong pha bóng vừa rồi. Bên kia đang rất ngập nắng. Đây rồi, Duy Tuyến vào rồi anh em ơi, và đây là Duy Tuyến chưa thành công. Như vậy đã có lỗi chạm lưới rồi, và điểm số 5-7. Và đây sẽ là pha phát bóng của đối chuyền Phạm Văn Hiệp. Phòng thủ hay Quốc Anh rồi. Và đây là Quốc Anh ra ngoài rồi, nhưng đã có lỗi chạm lưới rồi. Về điểm số 6-7. Quá đáng tiếc ở pha bóng vừa rồi thì đã có lỗi chạm lưới. Như vậy là trọng tài đã xác định là tấn công đang ngang nhau em ạ. Mọi người hãy dành tặng cho Sao Vàng Việt Nam Volleyball một lượt thích trang, một lượt theo dõi và một lượt chia sẻ nha mọi người nhé. Để ngay khi mình phát trực tiếp thì các bạn sẽ nhận được thông báo và vào xem ngay. Xin cảm ơn mọi người. Và phát bóng của Văn Hiệp. Bước một tốt của Thanh Tú và đây là Hùng Cháy. Phòng thủ hay rồi. Và vẫn còn đây. Đây là Duy Tuyến. Đó là đẳng cấp của Duy Tuyến. Công của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Anh đang thi đấu trong màu áo của câu lạc bộ Biên Phòng. Và đây sẽ tiếp tục sẽ là giây phát bóng của Phạm Văn Hiệp. Có lẽ bây giờ Văn Hiệp và Đinh Văn Duy, Duy Tuyến mới nóng máy. Tiếp tục sẽ là những pha phát bóng của Phạm Văn Hiệp. Lần này thì Văn Hiệp phát bóng đi ra ngoài, điểm đổi 8-7 dành cho Xe Điện Bảo Long. Và đây sẽ là những pha phát bóng của Hùng Cháy. Bắt được 1-0 thành công. 9-7. Pha phát bóng khó của Hùng Cháy. Tiếp tục Hùng Cháy phát bóng. Bực một tốt của Quốc Anh và Duy Tuyến. Đó là Duy Tuyến, một pha đánh bóng tốt 8-9 dành cho bên phía thôn Sơn Trung. Đã tạo được điểm thứ 8 cho cầu thủ mình. Mày bịt vào tai đi. Hói này ngu ấy. Bước 1-0 tốt và 9 đều. 9 đều cho cả hai đội. 9 đều rồi. Và đây sẽ tiếp tục sẽ là pha phát bóng của Quốc Anh. Phát bóng đi ra ngoài rồi. Và điểm số 19. 19. Phát bóng là của cầu thủ bên phía Xe Điện Bảo Long. Bước một tốt của Quốc Anh và đây chắc chắn là Văn Đô. Một tình huống đánh bóng tốt của Văn Đô rồi. Và điểm số được nâng lên 10 đều. Đây sẽ là pha phát bóng của Duy Tuyến. Đây sẽ là pha đánh bóng của Đức Việt. Đức Việt đánh bóng không qua lưới và điểm đổi dành cho bên phía các cầu thủ thôn Sơn Trung, 11 người. Không phải đâu, trận này là trận khác. Trận này là anh chỉ đánh với cả Sơn Trung thôi. Chắn bóng vẫn còn. Và biên 2 dành cho Thanh Tú. Phòng thủ tốt rồi, đường truyền cho ai đấy? Văn Đô. Lần này thì Văn Đô đánh bóng tốt. Điểm số 12-10. Và đây sẽ là pha phát bóng của Duy Tuyến. Bước 1 chưa tốt của Hùng Cháy rồi. Đó là một pha trượt chân của chuyền 2 bên phía Xe Điện Bảo Long. Như vậy là bên phía Xe Điện Bảo Long đã xin quyền hội ý lần đầu tiên ở set đấu này. Họ cần củng cố lại khâu bước 1. Họ đã có một thời điểm đầu nhập cuộc tốt. Tuy nhiên ở thời điểm này thì họ lại để cầu thủ bên phía thôn Sơn Trung vươn lên dẫn trước rồi. Bóng vỡ đầu ấy. Cảm ơn 500, 353 anh chị ạ. Đây là giải bóng chuyền của hội làng thôn Sơn Trung, xã Bình Định, huyện Kiến Xương nha mọi người nhé. Vâng, chúng ta sẽ cùng tiếp tục là pha phát bóng của Duy Tuyến. Nam Định. 9-12. Tiếp tục là một pha phát bóng đi ra ngoài của Duy Tuyến. Có vẻ như các cầu thủ thôn Sơn Trung này họ phát ra ngoài quá nhiều. Ok, em xin chào anh Nguyễn Năm nhé. Xin chào mọi người. Và đây sẽ là pha phát bóng của Đức Việt. Em không anh ơi. Hà Nội được một chưa tốt của Trường Giang rồi. Và đây là Văn Đô vẫn là một pha đánh bóng tốt. 14-11 rồi. Giải này ở xã Bình Định, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình nha mọi người nhé. Rất mạnh. Đúng rồi mọi người nhé. Chuyền 2 của Bách Khoa đấy. Và đây sẽ là pha phát bóng của Đinh Văn Duy. Bước một tốt của Hùng Cháy và đây là pha đánh bóng chắn bóng không thành công của Văn Hiệp rồi. Điểm số 12, 14. Và Thanh Tú sẽ là người phát bóng. Và đây là pha đánh bóng của Văn Hiệp. Bỏ nhỏ không thành công. 13, 14. Và đây sẽ là pha phát bóng của Thanh Tú rồi. Một đôi rồi, một tay Văn Đô chưa thành công. Đây là pha vẫn còn. Mạnh Dũ chưa thành công rồi và đây là vẫn còn. Vẫn là một pha bỏ bóng. Đây là Hùng Cháy. Bóng thủ hay rồi. Sang bóng an toàn không thành công. Như vậy là 14 đều rồi. 14 đều. Một giây phát bóng khá dài của Thanh Tú. Bước một chưa tốt rồi và đây là pha đánh bóng của Văn Hiệp. Có bóng an toàn rồi và đây là vẫn còn của Quốc Anh. Và đây là Văn Hiệp. Lần này thì Văn Hiệp đã bỏ bóng thành công rồi. 15-14 cho các cầu thủ Thôn Sơn Trung. Họ đã vươn lên dẫn trước một điểm số. Và đây sẽ là pha phát bóng của Văn Đô. Và bóng không qua lưới và điểm số 15 đều. 15 đều cho cả đội. Và đây sẽ là pha phát bóng của chuyền 2 bên phía các cầu thủ Xe Điện Bảo Long. Truyền thống rồi. Đây đó là cái đặc sản của quê hương. Một chuyền tốt rồi và đây là Văn Hiệp. Đó là một pha đánh bóng tốt của Văn Hiệp. 16-15 giải tổ chức ở thôn Sơn Trung, xã Bình Định. Và đây sẽ là pha phát bóng của Mạnh Dũ. Đây là pha đánh bóng từ biên 4, chắn bóng tốt của Văn Hiệp nhưng vẫn còn. Lần này thì đó là một pha chắn bóng tốt của Trần Duy Tuyến. Đúng rồi mọi người nha, đội của chú Hùng sẽ có sự góp mặt của Ngọc Thuần nha anh em ơi. Bước 1 chưa tốt rồi và đây là pha đánh bóng từ biên 4. Một pha đánh bóng tốt rồi. 16-17. Đây sẽ là pha phát bóng của các cầu thủ bên phía Xe Điện Bảo Long. Bước 1 tốt của Văn Đô, đường chuyền của chưa thành công rồi. 17 đều đi. Một pha đánh bóng tốt của Hùng Cháy và 17 đều. Đánh ở Kiến Xương, Thái Bình nha mọi người ơi. Số 17 đều. Bước 1 lên là chắc chắn là sẽ là Duy Tuyến. Đó là Duy Tuyến, công của đội tuyển quốc gia Việt Nam, một pha tấn công tốt. 18-17. Vâng, như vậy là đã có sự thay đổi người. Chuyền 2 Văn Mạnh vào sân để thay cho Đinh Văn Duy. Pha phòng thủ không thành công của Phạm Văn Hiệp và 18 đều. Và đây sẽ là những pha phát bóng của Hùng Cháy. Bước 1 tốt. Và đây là Quốc Anh. Một pha đập bóng chưa qua lưới của Quốc Anh và 19-18 rồi. Buổi chiều nay thì các đội sẽ thi đấu vòng tròn nha mọi người nhá. Sau đó sẽ chọn ra 2 đội bóng có thành tích tốt nhất Một pha bỏ bóng tốt của Phạm Văn Hiệp. 19 đều. Xin chào Thái San nha, xin chào các bạn sát rổ. 19 đều. Và đây sẽ là pha phát bóng của Quốc Anh. Một mổ chưa tốt rồi và đây là biên hai của Thanh Tú, chắn bóng vẫn còn. Một pha đánh bóng tốt của Đức Việt rồi. 20-19. Các tay ra ngoài bóng 20-19. Tất cả đều bắt theo cầu của Văn Hiệp. Một pha phát bóng đi ra ngoài rồi. Và điểm số 20 đều. Bên phía Xe Điện Bảo Long họ đang gây ra những khó khăn nhất định dành cho các cầu thủ bên phía Thôn Sơn Trung. Cách quá nhiều so với các viên của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Đây là pha đánh bóng của Thanh Tú. Một pha đánh bóng tốt và 21-20. Bình Định đang lại cái điểm thứ 21 cho cầu thủ Bình Định. Ok anh Nam nhá. 21-20. Huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Đội một chưa tốt của Quốc Anh và đây là Văn Đô. Pha đánh bóng tốt của Văn Đô. 21 đều. Chờ đón xem cái bóng nào sẽ giành chiến thắng trong hiệp đấu này. Và đây sẽ là pha phát bóng của chuyền 2 Bùi Văn Mạnh. Bùi Văn Mạnh đang thi đấu trong màu áo của La Vie Long An ở mùa giải năm 2023. Vẫn còn. Chắc chắn là Văn Đô rồi. Đây là Văn Đô. Và đánh bóng tốt của Văn Đô. 22-21. Có vẻ sân ngoài trời đang ảnh hưởng đến quá nhiều các cầu thủ bên phía Thôn Sơn Trung. Đội một tốt rồi và đây là biên 2. Và đánh bóng tốt. 22 đều. Cho 22 đều cho cả đội. 22 đều. Nắng quá mọi người ơi, mọi người thông cảm nhá mọi người nhá. Và đây sẽ là những pha phát bóng của Thanh Tú. Chắn bóng ra ngoài, ghi điểm cho đội Bình. 23-22. 23-22. Phạt bóng của Văn Đô. Bước 1 tốt rồi. Và đây là pha tấn công từ biên 4. Một pha bỏ nhỏ thành công. 23 đều. 23 đều cho cả. Xin chào Thanh Huyền nhá, Thanh Huyền hãy chia sẻ giúp anh đi. Đến của trận đấu đầu tiên diễn ra cũng rất là căng thẳng hấp dẫn và kịch tính tới những điểm số cuối cùng. Chúng ta sẽ chờ đón xem đội nào. Đây là pha phát bóng của chuyền hai Khắc Đức. 23 đều chứ. Bước một tốt rồi và đây là Văn Hiệp. Đó là cuộc pha đánh bóng tốt của Văn Hiệp. 24-23. Như vậy là đã có điểm set point dành cho các cầu thủ bên phía Thôn Sơn Trung. Họ đang nắm giữ những lợi thế nhất định ở trận đấu đầu tiên này. Và phát bóng của Mạnh Dũ và đây là đường chuyền dành cho Hùng Cháy. Và đánh bóng tốt và 24 đều. Đã xác định pha bóng vừa rồi điểm cho đội tuyển Xe Điện Bảo Long. 24 đều, 24 đều cho cả đội. Cái điểm của trận đấu thứ nhất diễn ra cũng rất căng thẳng. Quý vị khán giả, đây là pha phát bóng của cầu thủ mình với Xe Điện Bảo Long. Bước một tốt rồi và đây là Văn Hiệp. Quá uy lực cho Văn Hiệp ở pha bóng vừa rồi. 25-24. 25-24. Ơ. Đây sẽ là pha phát bóng của Phạm Văn Hiệp. Biến 4 Đức Việt. Đánh bóng trong sân. 25 đều. Tập trận ghi điểm của Xe Điện Bảo Long 25 đều. 25 đều. 25 đều cho cả đội. Và trận đấu rất là căng thẳng, hấp dẫn và trực tiếp đến những giây phút cuối cùng ở trận đấu đầu tiên. Quyết tâm của cầu thủ với quả bóng rất mạnh, thể hiện cảm giác chuyên môn rất cao. 25 đều cho set đấu đầu tiên, trận đấu khai mạc của giải đấu này. 25 đều rồi. Bước một tốt và đây là Duy Tuyến nhưng đã bóng ra ngoài rồi. 26-25 rồi, quá bất ngờ khi các cầu thủ bên phía Bảo Long họ đang vươn lên dẫn trước rồi. Vâng, và hai đội sẽ trở lại sân. Điểm số bây giờ đang là 26-25. Bên phía các cầu thủ Xe Điện Bảo Long họ đang vươn lên dẫn trước một điểm số ở thời điểm cuối cùng của trận đấu đầu tiên này. Bước một tốt của cơ hội để tấn công dành cho Đức Việt. Như vậy là kết thúc trận đấu đầu tiên. Điều bất ngờ đang xảy ra khi Xe Điện Bảo Long đang giành chiến thắng rồi. Quá bất ngờ anh em ơi. Có 3 đội thi đấu nha mọi người nha. Xin chào anh Mỏ nha. Xin chào anh Mỏ nha. Quá bất ngờ rồi anh em ơi. Anh Tỉnh ơi. Anh Tỉnh ơi. Này Tỉnh ơi. Hùng ngoài cười rồi. Cười ơi. Cười rồi. Xin chào anh Hiếu nha. Anh Hiếu ơi, hôm nay các anh chị đến xem đông lắm anh Hiếu ơi. Đây có rồi. Đâu có mặt này. Đâu cũng là quê à? Anh 3 tháng 2 rồi mọi người ơi. À Ngọc Con á. Trời không nhận ra. Ôi xin chào anh Đô. Huy nó vừa hỏi anh Hùng đấy. Set đầu tiên thì bên phía Xe Điện Bảo Long đã giành chiến thắng nha mọi người nhá. Thật sự là quá bất ngờ rồi anh em ơi. Anh Trọng ơi, Huy đang về. Huy đang về rồi. Anh Quang trưởng ơi, anh phải lo tận chỗ là ngồi rung rúi này. Nắng quá anh ạ, bây giờ không biết ngồi chỗ nào nữa. Ở thế mình em gọi là Hà Tấn Vũ thôi anh ạ. Quay cái này, quay cái này. Đó. Đây, cho mất nhặt thì em Huy em mới gặp anh Hùng thế. Đây là bọn cô lên chỗ nào mà mạnh một lắm. Vẫn còn ngon lắm. Nào. Hai đội chúng ta sẽ trở vào sân để tiếp tục thi đấu để bảo thời gian cho các trận đấu tiếp theo. Chúng ta còn hai trận thi đấu nữa. Trọng tài chuẩn bị hai đội. Vâng, chúng ta cùng đón xem trận đấu thứ hai. Hy vọng ở trận đấu này thì các cầu thủ bên phía anh ơi, anh Mạnh ơi, em cho em nhờ đi. Đây là pha đánh bóng của Văn Hiệp. Một pha đánh bóng tốt của Văn Hiệp. Điểm số đầu tiên thuộc về cầu thủ Thôn Sơn Trung 1-0. Nhiều bất ngờ quá. Tầm này nắng quá mọi người. Đây pha phát bóng của Văn Đô rồi. Đội một tốt và đây là Thanh Tú. Một pha tấn công tốt rồi và điểm số 1 đều. Xin chào mọi người nhá. Đây sẽ là những pha phát bóng của Thanh Tú. Bước một tốt rồi và đây là Quốc Anh. Phòng thủ quá hay rồi. Sang bóng của Hùng Cháy. Quá khó cho Duy Tuyến ở pha bóng vừa rồi. Điểm số 2-1. 2-1 cho Xe Điện Bảo Long. Hai một và đây sẽ pha phát bóng của Thanh Tú. Một chưa tốt rồi và đây là Văn Hiệp. Một pha đánh bóng tốt rồi và điểm số 3-1. Rồi. Quá bất ngờ. Đây sẽ là pha phát bóng của Thanh Tú. Bước một tốt của Duy Tuyến và đây là Quốc Anh. Một pha đánh bóng tốt của Quốc Anh rồi. Và điểm số 2-3 dành cho thôn Sơn Trung. Mọi người hãy dành tặng cho Sao Vàng Việt Nam Volleyball một lượt thích trang, một lượt theo dõi và một lượt chia sẻ cho mọi người nhé. Đây là pha đánh ra đánh bóng đi ra ngoài rồi nhưng Văn Hiệp lại chạm dưới rồi. Anh ơi, anh ơi. Anh ơi. Anh ơi, anh ơi. Cho em nhờ tí. Ngồi xuống tí. Điểm số bây giờ đang là 4-2 rồi. Bước một tốt rồi và đây là Duy Tuyến. Một pha đánh bóng tốt của Duy Tuyến. 3-4 rồi. Các cầu thủ bên phía thôn Sơn Trung họ cần thi đấu tập trung hơn ở sát đấu này. Bởi vì nếu mà họ để thua trận đấu này thì họ sẽ đồng nghĩa với việc họ để thua chung cuộc tỷ số 2-0. Và đây sẽ là pha phát bóng của Văn Hiệp. Chắc chắn là biên 4 rồi. Và tay là ăn điểm đấy. Vẫn còn. Và trận bóng tốt của Đinh Văn Duy và Duy Tuyến. Và điểm số được cân bằng 4 đều. Điểm bóng 4 đều. Và đây sẽ là pha phát bóng của Phạm Văn Hiệp. Phạm Văn Hiệp, phải nghĩ năng Phạm Hiệp mà người ta tưởng anh chết đấy. Đó là Hùng Cháy. Sang bóng rồi. Xin chào anh Nhất nhá, cơ hội đây rồi. Vẫn còn. Chuyển cho ai đây? Tiếp tục phòng thủ tốt rồi và đây là Quốc Anh. Quốc Anh không qua lưới rồi, 5-4. Theo tôi là cứ ông nào tên Hiệp và đánh bóng hay nhá mọi người nhá. Phạm Văn Hiệp hay là Phan Hiệp đều đánh bóng hay nhá. Đó là một pha đánh bóng tốt của Trần Duy Tuyến rồi. Điểm số bây giờ đang là 5 đều rồi. Vâng, xin chào 400 người đang xem. Chúc mọi người có một buổi chiều xem live vui vẻ cùng Sao Vàng Việt Nam Volleyball nhé mọi người nhá. Và mọi người đừng quên hãy ủng hộ Sao Vàng Việt Nam Volleyball bằng một lượt thích trang, một lượt theo dõi và một lượt chia sẻ. Để ngay khi mình phát trực tiếp thì các bạn sẽ nhận được thông báo và vào xem ngay. Xin cảm ơn mọi người. Và đây sẽ là pha phát bóng của Quốc Anh. Bước một tốt rồi và đây là pha đánh bóng của Đức Việt. Phòng thủ tốt rồi. Kìa. Đây là Văn Đô. Chưa thành công rồi. Chuyển cho ai đây và Đức Việt. Đó là một pha đánh bóng tốt. 6-5 rồi. 6-5 dành cho cầu thủ bên phía Xe Điện Bảo Long. Mọi người có nghĩ là bất ngờ 2-0 không ạ? Đây sẽ là pha phát bóng của Hùng Cháy. Ui rồi, bực một quá khó rồi. Sang bóng của Văn Đô. Đây là pha đánh bóng của Thanh Tú. Rồi chạm lưới của Duy Tuyến rồi. Và 7-5 rồi. 7-5 rồi. Bước một không tốt của Quốc Anh rồi. Và 8-5 rồi. Chú Hùng đang cười rất tươi rồi anh em ơi. Đang gặp quá nhiều khó khăn. Cực kỳ bất ngờ, cực kỳ nhiều bất ngờ. Quá nhiều bất ngờ. Hội làng Tết thì đánh bụng đấy. Anh mua từ năm ngoái rồi. Đang xảy ra. Bất ngờ đang xảy ra anh em. Mọi người ơi, ở thôn Sơn Trung. xã Bình Định, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình nhá mọi người nhá. Chưa có gì đâu, 8 năm làm gì đâu có gì, chưa có gì đâu. Cố lên nào Đinh Văn Duy ơi, cố lên Duy Tuyến. Anh Đào Du có chia sẻ gì với cả tập đoàn không, em gửi lời không? Ok, và đây tiếp tục sẽ là pha phát bóng của Hùng Cháy nào. Bước 1 tốt rồi và đây là Duy Tuyến. Đó là một điểm số của Duy Tuyến là 68 rồi. Các cầu thủ bên phía thôn Sơn Trung họ chỉ cần củng cố lại không bước 1 thôi là họ có thể làm được mọi thứ. Họ đang mất quá nhiều điểm ở những điểm số phát bóng và những pha bước 1. Và đây sẽ là pha phát bóng của Trần Duy Tuyến. Đó là một pha đánh bóng tốt rồi, 96. Rất là cho bước 1 tốt của Duy Tuyến. Đánh bóng này, một pha đánh bóng tốt, 79 rồi. Máy tí xuống hơi ngửa khó xem á. Mọi người sao lại trận này xem rồi, trận này đã đánh đâu mà xem rồi. Và phát bóng không qua lưới của Đinh Văn Duy rồi. Điểm số 17 cho Xe Điện Bảo Long. Đây sẽ là pha phát bóng của Đức Việt. Ôi Duy Tuyến bắt bước 1 anh em ơi. Quá khó. Quá khó khăn cho pha bóng vừa rồi và 80. 80 dành cho Sơn Trung. Họ đang gặp quá nhiều những vấn đề về khâu truyền một bên phía Sơn Trung, họ cần củng cố lại nào. Có bước 1 thì mới đánh được anh em ơi. Đây sẽ là pha phát bóng của Văn Đô. Bước 1 tròn rồi. Và đây là của Thanh Tú, phòng thủ 2. Tiếp tục sẽ là biên 2. Bỏ nhỏ rồi, phòng thủ 2. Văn Hiệp ơi. Và chuyền bóng hơi thấp của Đinh Văn Duy rồi. Chói khó xem lắm bạn ạ. Thật ra mọi người ơi, bên kia rồi thì mình cũng biết rồi, nhưng mà thật ra khó, rất là khó nha mọi người nhé. Ngồi bên kia thì cũng chịu thôi. Có lẽ là trận đấu sau thì mình sẽ di chuyển sang bên kia để đỡ chó nắng cho mọi người nhé. Và bật bước 1 không thành công rồi. Có khó rồi là 12-8. Ok nha mọi người nhá, mình sẽ trận sau mình sẽ di chuyển sang bên kia. Đây là pha đánh bóng của Văn Hiệp, một pha đánh bóng tốt và 9-12. 9-12 rồi. Có thêm 19 nữa. 9-12. Sai. Sai cầu. Phát bóng an toàn rồi. Và đây là pha đánh bóng. Bóng đi ra ngoài rồi. 10-12. Một pha phát bóng đi ra ngoài. Mọi người hãy dành tặng cho Sao Vàng Việt Nam Volleyball một lượt thích trang, một lượt theo dõi và một lượt chia sẻ. Và đây là pha đánh bóng của Đức Việt. Bóng đã chạm anten rồi. 11. Điểm bóng 13-10 rồi. 13-10 anh em ơi. 13-10 rồi. 13-10. Và ghi điểm cho các cầu thủ. Lần cầu rồi, Trung ơi, lần cầu rồi. Đó là con bài chiến thuật Trung Hoa. Mình không phát YouTube nha mọi người nhá. Và đây là sẽ là pha phát bóng của các cầu thủ bên phía. Rất bay. Và bước 1 không thành công rồi. 14-10. Sơn Trung Bình Định đã ghi điểm 14 cho cầu thủ Tuần Thanh. 14-10 rồi. được 400 mắc đặt được 1-0 thành công. Và đây là pha đánh bóng của Hùng Cháy. Pha đánh bóng tốt của Đinh Văn Duy, xin lỗi các bạn, của Văn Hiệp và Duy Tuyến. Và đây sẽ là những pha phát bóng của Văn Hiệp. Pha bóng đi ra ngoài rồi. 15-11. Sơn Trung chắc giữ hai thôi. Cầu thủ ra ngoài cái điểm từ 15 cho cầu thủ cho đến 15-11. Được 1 chưa tốt rồi. Và đây là pha đánh bóng của Quốc Anh, cơ hội để tấn công dành cho Hùng Cháy. Pha đánh bóng tốt rồi và 16-11 rồi. 16-11. Mày để cho anh Thái lấy nước của Sơn Trung, nước của mình đâu. Nhưng Hùng đậm gì? Vào anh chắn cho Sơn Trung. Hiện tại là đang 16-11 không phải người không người có độ ăn kia nhiều phải không? Dạ. Không đánh đây, để như đây. Một con này để kéo nhưng mà chuyển đi để. Khó rồi anh em ơi. 27-25. Đây là pha đánh bóng của Quốc Anh. Lần này là một pha đánh bóng tốt rồi, đúng rồi, đấy là tỉnh cho mọi người ơi, 12-16 rồi. Ok, để trận sau mình sẽ di chuyển sang bên kia nhé mọi người nhá. Pha đánh bóng tốt rồi. 17-13. Bắt được 1-0 thành công rồi và 18-13. Quá khó anh em ạ. Anh nghe chú ơi, cháu nhờ thì chú ơi. 18-11 rồi. Một tốt và đây là Văn Đô. Vẫn còn Nhiên anh em ơi. Ơi, chuyển cao lên cho lên Đức Việt. Nhiên 2 của Thanh Tú vẫn còn rồi. Sang bóng của Văn Hiệp. Cao lên nào, cao lên. Tiếp tục là vẫn là Thanh Tú, một pha đánh bóng tốt rồi. 19-13. Quá khó rồi. Bóng của Văn Đô chưa thành công rồi. Và đây là Đức Việt. Phòng thủ hay, biên hài cho Duy Tuyến. Ngoài sân rồi, ôi. Pha đập bóng đi ra ngoài của Duy Tuyến rồi. 21-13. Quá khó rồi. 20-13. Đây là pha đánh bóng của Duy Tuyến, bỏ nhỏ rồi. Chưa thành công, đánh bóng của Thanh Tú. 21-13 rồi. 21-13. Bước một tốt của Văn Hiệp. Bỏ bóng của Văn Đô chưa thành công và đây là Đức Việt. Và bỏ bóng tốt rồi. 22-13 rồi. Hai mấy rồi nhỉ? 22-13. 23-13. Có quá nhiều bất ngờ xảy ra. Đâu anh? Tốt của 14-22. Quá nhiều bất ngờ xảy ra rồi. Không ai nghĩ được kết quả trận đấu này là như thế. Thằng ơi, anh gửi vào cái ba lô nhá. Anh để đâu? Để đây nhá. Lên cái bàn cho mày ngồi. Và đây sẽ pha phát bóng của Duy Tuyến. Pha phát bóng không qua lưới rồi. 23-13. Xe Điện Bảo Long sắp được 1-1 không tốt. 24 rồi. Với thời điểm hiện tại của set đấu thứ hai thì bây giờ là 2 điểm rồi, quá nhiều bất ngờ. Đây là pha đánh bóng của Văn Đô. Lê Đức Việt. Bóng mới xử lý mà nữa. 14-24. Bây giờ đến 14 cho em nhường nhá. Áo cam sau tóc vàng đến cái mũ lông. Nồi lón à? À, thiếu mất rồi. Đường truyền sang bóng an toàn. 4-1. Như vậy là kết thúc trận đấu. Các cầu thủ bên phía Xe Điện Bảo Long đã giành chiến thắng 2-0. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại mọi người nhá. Mình xin phép xuống live có thể mang đến cho màn trận đấu tiếp theo. Xin chào. Kéo. Ăn nhiều quá nó mỏi lưng. Rất là